mua phân cho vụ được giàu Tường An. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, khi mua một bao đạm Phú Mỹ tặng ngay một chai dầu Tường An với tổng giá trị chương trình là gần 30 tỷ đồng. Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu. Mua phân cho vụ được dầu Tường An. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, khi mua một bao đạm Phú Mỹ tặng ngay một chai dầu Tường An với tổng giá trị chương trình là gần 30 tỷ đồng. Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng, NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Cây hoa trà có nguồn gốc từ Đông Á, tập trung trồng nhiều ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cây có đặc điểm nổi bật là sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Lá cây bóng, hoa rất đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chủ yếu dùng để làm cành. Hoa trà là một loài hoa có giá trị thẩm mỹ cao và giá trị kinh tế cao, được nhiều người ưa thích. Thưa quý vị, còn một cây hoa trà như thế này vào dịp Tết có thể bán với giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí có những cây có giá hàng tỷ đồng. Tuy được đánh giá là một loài cây tương đối dễ tính, tuy nhiên để cây hoa trà ra hoa vào đúng Tết và nở tập trung thì bí quyết chăm sóc đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, nghệ nhân Lý Văn Lợi ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ với quý vị bí quyết chăm sóc cây hoa trà. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Cây hoa trà sinh trưởng phát triển chậm, phải ít nhất từ 2 đến 3 năm kể từ khi trồng, cây mới bắt đầu cho hoa. Đặc biệt là hoa trà chỉ nở duy nhất một lần trong năm. Phải mất gần 9 tháng kể từ khi hình thành nụ, hoa trà mới phát triển thành bông thành phẩm. Vì thế, những cây hoa trà nở đúng dịp Tết, được định giá tiền tỷ, không còn quá xa lạ với dân chơi cảnh chuyên nghiệp. Đấy, và cái thời gian ra hoa nó kéo dài, tức là khoảng 9 tháng, từ 8 đến 9 tháng. Đấy, và nó không có những cái, tức là không ra hoa ở mùa khác. Vua chơi lan quan chơi trà, tức là cái thú chơi này cũng không phải để dành cho nhiều người. Nếu mà chúng ta chỉ chơi theo mang cái chất là để nó thưởng ngoạn một cách thông thường. Đấy, bởi vì những cây này thì càng ngày nó càng có giá trị. Hoa trà là một trong những cây trồng truyền thống tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện trên toàn xã có khoảng hơn 40 ha diện tích canh tác cây hoa trà. Gia đình nhà anh Lý Văn Lợi là một trong những hộ trồng hoa trà quy mô lớn và lâu năm tại xã Phụng Công. Theo anh Lợi, đối với cây hoa trà, quan trọng nhất đối với mỗi nhà vườn là chăm sóc làm sao để hoa trà nở đúng Tết và tập trung. Một số nhà vườn mà mới thì cái kỹ thuật này thì nó cũng tương đối khó. Cái thứ nhất mà khi mà chúng ta xác định từ cái thời điểm sớm quá ấy thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là sẽ bị đóng nụ cà phê sai quá. Và sau đó thì nụ sẽ tự bỏ. Đấy, các cụ nói là nụ giả đấy. Còn trường hợp thứ hai? Trường hợp thứ hai là sẽ không bắt được nụ hoa và nó sẽ bật lộc. Bật lộc như tương tự như cây. Đúng rồi, như cây này. Bật lộc như này thì nó sẽ không có nụ vào hoa để chơi Tết. Tại đây, những cây hoa trà sẽ được trồng ở dưới đất từ 2 đến 3 năm. Khi cây có đủ điều kiện ra hoa, anh mới bắt đầu đưa cây lên chậu để chăm sóc. Vào cái thời điểm tháng 2 thì chúng ta bắt buộc phải cho lên chậu, bởi vì cái thứ nhất là phục vụ cái thị hiếu của người chơi. Đấy, thì người chơi thì luôn luôn cho rằng là khi mà cây mà ở trên chậu thì nó sẽ ổn định. Đồng thời rằng là khi mà cây mà không cho lên chậu mà ở dưới đất thì nực nó sẽ rất là khỏe. Đấy, thì cái tỷ lệ mà đóng hoa thì nó sẽ không đồng đều. Đấy, và cái thứ hai rằng là nếu mà không cho lên chậu thì cây nó rất là khỏe và nó sẽ bật lộc và nó sẽ không cái tỷ lệ đóng hoa thì nó không cao. Thời điểm này, cây hoa trà đã ra nụ ổn định. Tuy nhiên, để có được cây hoa trà ra nụ sai như thế này, thì ngay từ thời điểm tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, anh Lợi đã bắt đầu phải áp dụng các biện pháp xử lý. Như cây thâm hồng bát diện ở trên chậu như này, thì xác định rằng là đây là một cây đã bắt hoa bắt nụ thành công để chơi hoa. Vào dịp Tết khi mà chúng ta quan sát ở trên các đầu ngọn thì sẽ nhìn thấy luôn là nó phân chia ra các nụ ở đầu. Một nụ một lộc.
vụ lộc. Đấy. Tuy nhiên rằng là để mà cho bông hoa nó thắm, nó đẹp thì chúng ta nên tỉa lên để đầu lộc là 1 đến 2 nụ thôi. Sau khi cây được đưa lên chậu, anh Lợi sẽ tiến hành xiết nước để cây phân hóa mầm hoa. Cụ thể, anh sẽ ngưng nước tưới cho cây trong khoảng 10 ngày. Khi cây hoa trà có biểu hiện héo nhẹ, anh sẽ bắt đầu tưới nước trở lại cho cây. Sau khi mà quan sát thấy rằng là các đầu lộc đã tách được nụ, đấy thì lại chăm sóc với chế độ bình thường, giữ ẩm cho cây bình thường. Thời điểm này, hầu hết cây hoa trà khi đưa lên chậu đã ra nụ ổn định. Anh Lợi sẽ áp dụng một số biện pháp chăm sóc để nụ hoa phát triển tốt. Theo anh, cây hoa trà không chịu được ánh sáng trực xạ, nên khi cây đã hình thành nụ, anh sẽ đưa toàn bộ chậu hoa trà vào khu vực có lưới che nắng. Mình sẽ phải tránh ánh nắng trực tiếp cho cây trà, tránh trường hợp là nắng to thì là nó sẽ bị cháy lá, đồng thời là cây sẽ chậm phát triển. Chính vì vậy mà như quan sát, các anh các chị quan sát đây thì nhà vườn đã trang bị cái lưới che đen để tránh những ánh nắng trực tiếp trong những ngày hè mà cái nhiệt độ nó lên cao. Cây hoa trà ưa ẩm nên theo anh Lợi, khi trồng hoa trà trên chậu, bà con không nên để đất trong chậu bị khô, cần thường xuyên tưới nước cho cây hoa trà, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Nước tưới cho cây hoa trà phải đảm bảo là nước sạch, không hóa chất. Bà con không nên dùng nước thải sinh hoạt để tưới cho cây hoa trà vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, gây ra một số mầm bệnh cho cây. Vì rễ của cây hoa trà nó rất nhạy cảm với điều kiện ẩm ướt, cho nên là khi mà chúng ta mà giữ ẩm quá thì nó sẽ gây ra bị thối rễ và ảnh hưởng đến sức sống của cây trà. Nếu khô quá thì cây cũng kém phát triển và lụ là nó sẽ bị khô. Trong những ngày hè thì mình nên giữ ẩm từ 60 đến 70%. Bên cạnh chế độ nước tưới, trong thời kỳ cây ra hoa, bà con cũng nên chú ý đến chế độ bón phân cho cây hoa trà. Bà con có thể bón cho cây hoa trà bằng phân hữu cơ hoặc phân hóa học. Nhưng trong mỗi đợt bón, bà con nên sử dụng lượng phân bón với liều lượng ít. Đấy thì chăm bón vào cái thời điểm tháng 7, tháng 8 âm lịch. Đấy thì mỗi thời điểm thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái phần dinh dưỡng cho cây thì nó sẽ khác nhau. Đấy, tuy nhiên cái việc này thì cũng phải căn cứ vào cái số lượng phân bón và cái liều lượng để làm sao cho nó phù hợp. Đấy, tránh tình trạng rằng là khi mà chúng ta mà cho cái liều lượng phân nó quá nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và ảnh hưởng đến sức sống của cây. Chúng tôi ước lượng bằng mỗi một thùng tưới 18 lít thì chúng tôi cho được khoảng 1 đến 200 gram chúng tôi hòa ra. Sau đó thì tưới vào mỗi chậu từ 2 đến 3 gáo. Định kỳ từ 10 đến 20 ngày, bà con nên tiến hành bón thúc cho cây một lần. Bà con có thể sử dụng nước phân phèn, như vậy sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho cây, cũng như khống chế độ chua trong đất ở mức độ vừa phải. Bên cạnh đó, trong thời kỳ cây nuôi hoa, bà con có thể tiến hành cắt tỉa bớt cành dư thừa để dinh dưỡng tập trung nuôi hoa. Đồng thời có thể lựa chọn những cành nhánh đẹp trên cây để tiến hành ươm giống. Giả sử trên những cây như này, thì những cái ngọn và những cái lộc mà nó cao dài quá, đấy thì nó sẽ làm rối cái khung của cây, thì chúng ta có thể rằng là chúng ta sẽ cắt tỉa, đồng thời là chúng ta sẽ xuống giống luôn. Thời điểm xuống giống thì những cái lộc này là nó sẽ là lộc bánh tẻ. Đấy thì những cái cây nào mà chúng ta xác định là bắt hoa thì chúng ta sẽ không xuống giống. Khi được chăm sóc tốt, nụ hoa trà sẽ phát triển ổn định. Đến khoảng đầu tháng 12 âm lịch, hoa trà sẽ bắt đầu nở. Độ bền của hoa trà sẽ được duy trì kéo dài trong khoảng 2 tháng để phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết. Mua phân cho vụ được giàu Tường An. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, khi mua một bao đạm Phú Mỹ tặng ngay một chai dầu Tường An với tổng giá trị chương trình là gần 30 tỷ đồng. Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu. Mua phân cho vụ được giàu Tường An. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, khi mua một bao đạm Phú Mỹ tặng ngay một chai dầu Tường An với tổng giá trị chương trình là gần 30 tỷ đồng.
Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu. Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu.